Ở chừng mà đạp cái bẫy đó nha. Rồi mình đặt lơ khơ lơ tơ mơ đó. Có hàng không? Thứ đầu chưa nổi là sao? Mình bỏ lại hai luồng bạn ơi. Mỗi luồng vậy mình 5 cái, hai luồng khoảng hơn 10 cái bạn. Nó cũng vậy luôn. Vậy em đặt mới sợ, anh đặt đây em chửi em nhôi cho em nói trời ơi mình tào lao đặt cái giữa đường giữa xá mình có đặt có dính gì chỗ này. Mà nhà cửa người ta đây không dám đặt mới sợ cuối cùng. Em đây coi cái đưa dân coi coi, thấy cứt rồi đó. trời ơi một nồi. Ôi tôi đặt gì cũng dính lấy trời, mình đi thấy đi trời. Trời đất quỷ ơi. Mới có 3 ngày bạn ơi. Nó nôn nao cho nó bắt mình phải đi thăm với nó bạn ơi. Chứ mình cũng chưa có nó ép giận như kêu bằng ép buộc á chứ không phải tự nguyện các bạn. Nó nôn quá trơn rồi. Đây là cái đầu tiên luôn nha. Cái đầu tiên của mình hổm dính con ở đây nè bạn. Rồi ở đây là cái xe cuốc các bạn. Nhớ xe cuốc không? Nó đã chôn mình ở ngoài mấy cái một cái. Còn cái cuối cùng ở đây mình đã có 3 cái bị chôn một cái, còn cái đây thì mình dính con với ngoài kia cũng dính con các bạn. Không biết cho thăm hả? Đồ nghề của mình nha. Đây nó lục kìa. Để qua đây nè ông nội ơi. Rồi, hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Bình Trần luôn nha. Là nó đầu tiên không quên chúc cả nhà có nhiều sức khỏe và cái giây phút thư giãn khi xem video nha. Mà cả nhà đi thăm bé gắn cùng mình nha cả nhà. Ui, rồi cái này có người ta lật ngang rồi nè bạn ơi. Chứ hồi lúc trước mình đâu có đặt lật ngang cái này mà đặt gì mà. Có người hí mà. Tại bảo hổm mình đặt ở đây là rất là nhiều người xem mà. Đi. Dầu thọc gốm. Mình chuột thử trận rồi bạn ơi. Mình bỏ mồi vô đặt lại mà. Khu vực này còn gắn. Đặt lại nha. Tại mình bắt rất là nhiều con nhỏ rồi mà chưa dính cái bự nào hết. Mình neo mình bắt con chị cô gì chú bác nó mà. Ok. Cái đầu tiên của nó luôn nha bạn. Biết bẫy nằm khoảng nào hả? Mình cái bàn này mình cũng có một cái mình đặt đồ đẳng mọi người. Có không? Có hàng rồi bạn ơi. Cái đầu tiên có hàng là vui. Em qua đây coi thả gì à, con ngựa hả? Đâu coi con ngựa lên. Tưởng có mà. Nó con ngựa. Chắc cũng nặng một. Trời, nó lo cái đầu con mày bên được luôn nè. Đó. Trời ơi, nhỏ mà không dữ. Rồi, thả đi, bóp hôm xuống, đè hôm xuống. Ừ. Muốn thả. Thả húng sinh đi. Cái đầu tiên húng sinh là thấy hên rồi nha. Bóp ở dưới mà không bóp trên này thì nó ra đó. Đó. Cùng mang nó trợn mắt với mình. Dưới cái đùng đó, dưới cái đai. Cái đùng này, cái đùng này nha. Đúng rồi. Nó tấp là nó chạy. Thả nó đi qua. Lặn quấn nó chơi ngày bộ chơi rồi. Lặn dữ ha. Giận nước không? Thủy quái mà. Lặn dưới nước là kêu thủy quái. Vô coi có con gì không? Đây nè, đằng này nè. Nặng nặng không? Ui vui. Chỉ có con gì rồi. Nó giục kìa, nó giật mình rồi, nó nhá hàng giật mình rồi. Một là con ngựa chứ con gì. Rồi con này nặng không? Thằng này lấy được. Con cho con xem. Con xinh. Thằng này sáng sớm mà quất hai con ngựa rồi ta. Con này thì nói chung là khoảng 400 gram ha. 400 được. 400 mới tới không hơi yếu mà. Thôi kệ đi, con hỏi đực, người đực nó ít lớn lắm. Úi con này đây nè. Bây giờ lưới mới cản nha. Mở túi lưới sẵn luôn đi. Em bắt kiểu bụp chùm vô đây nè. Em chùm nó vô đây luôn nè, cho nó bắt cho nó nhanh gọn lẹ. Mất không? Không có múa lửa làm gì. Mở bung cái đuôi nó ra. Bung cái đuôi nó ra. Rồi vậy ha, nó đầu ra đó ha. Nhanh gọn lẹ vậy ta. Ủa con này xớt cái đuôi nó chút xíu đi. Cục đuôi.
Ngửi cục đuôi, ai nuôi mày lớn. Rồi. Bỏ mồi đặt lại bạn ơi. Vô, cũng có con ngựa. Cũng có hàng. Kệ, có gắn là vui bạn ơi. Ok nha. Ui. Cứt đập chào con miệng hôm mà nó sung sung luôn. Thấy lúa lùa ra bạn ơi. Thấy lúa hiện tượng lúa đẩy ra nha bạn. Nè. Lúa nó ém con mày mà. Nặng không? Trời ơi con chuột trước khi chết nó ém con mày. Ý. Ê con không ngựa luôn. Trời ơi con ngựa em bé luôn bạn ơi. Bó tay con ngựa em bé luôn. Rồi phóng sinh luôn bạn ơi. Thằng phóng sinh con. Nó có ngựa mini nha bạn. Gà đó. Đó, 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 có đã không? Ê, con rắn con ngựa chạy ra nhí. Thấy không nhí? Hả, đó, đó, nó bò ra nhí. Khu này còn nguyên bày không nữa. Thấy lúa đùa đùa, mực cũng chết, ai ngờ. Con ngựa. Đứng đây phát hiện ổn gùi quá trời, để mình chung gần cho con xem nha. Nó cặp bên trái dừa đó đó bạn. Nhưng giờ nó nghe, ổn gùi khủng hoảng nha. Đen đen đó là một nùi, đó là ổn gùi đó nha bạn. Ổn gùi to đùng luôn mà trời trời, bọn nó đúng lá ha. À. Chú tôi may mắn cái coi. Đây, không có bẫy nè bạn ơi. Khó gì không? Khui nhẹ tay à bạn ơi. Để chạy kỳ như ta. Ê, nhít. Cái này là sao vậy? Nhít con lương rồi chứ. Chuột con lương vậy? Chuột ói à? Trời ơi, cái chuột ói nhẹp luôn nhí. Không có đâu. Cầm cầm kỹ cho anh coi cái chuột ói nè. Sao này điện thoại nó không quay không lấy nét ba. Chuột ói cái lông mất gượt rồi bạn. Cái lông muốn hới luôn nè. Chuột ói về phèn luôn trời. Ngộ đi. Rồi đi ngoài để bọt chuột đặt lại mọi người. Nó thoát rồi. Ôi con không hành mọi người. À, cô này mình nó cố gắng mà. Buồn nặng mọi người, nặng. Cố gắng ối là có cái nó mà. Con hành đầu tiên. Em là Hảo Hành nha, xin chào cả nhà nha. Cả nhà nhớ thương anh Bình, ủng hộ anh Bình bằng cách bấm like, bấm đăng ký và chia sẻ mạnh tay cho nhiều người biết đến kênh anh Bình nha. Cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ mình nha. Ở ngoài kia con chuột ối vô đây có con gắn hành liền chứ. Vô. Sáng giờ toàn mình phóng sinh con, nhí phóng sinh con. Bắt được con, dặn con không ngựa, con hóa hành mà ngay. Khui. Nắng vô nó chiếu hút gió đây nè, hàng khủng nhí ơi. Trời anh Bình mày mày bắt giùm coi. Oh yeah. Đó con này đây nè, hỏi đang mày lấy cái bẫy mày đặt cái đăng tao hả mày. Trời ơi đừng ổ luôn mới có ba đi mà bạn, nó nôn nó thăm mà mình có con chuyện lu bu mình đi, mà bữa nay là ngày chủ nhật các bạn, rồi vợ mình nó nói không có cho đi để ngày nhật để nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe với mình, người ngày giờ không có chung không có làm việc ngày hôm nay, nghỉ ngơi cho bồi dưỡng từ tâm chút xíu mất tiêu rồi đó, bồi dưỡng từ tâm hồn cho đến thể xác các bạn nhất không con chuột này hôm nay nè. Thứ gì cho nó vừa, nếu mà có nhất thì vừa nhất là bạn này. Nó nặng dữ lắm mà. Giận gì mà giận. Anh Bình đặt hay gì dính thôi, mày đặt dở thì không dính thôi chứ có gì mà giận. Vậy chứ hai cái mà dính hai con, thấy lộn một hai cái có hiện tượng hay gắn vô rồi. Con hành hay thì chứ. Cắn cái đầu con hành, hai con hành nó bay nó né, không kịp thôi là đứt cái đầu. Rồi bộ một con chuột đặt lại nha bạn. Hai cái mà gái mà gặp mà đậu xe thì chuột ói bạn. Cái đây vô đây dính còn.
đã không? Nó đặt lên cái các bạn, mà hình như chết quá rồi phải không? Chết rồi, chưa có hàng gì chứ, cả nhà có con ngựa thả luôn. Bữa nay về nhà vợ hỏi có nào có con ngựa thả em ơi. Ừ. Tội nghiệp nó quá thả luôn rồi. Xuống thăm nghe. Chút mà dính cái hổ ngựa em mini thả nữa nha bồ. Mạnh lên. Có mấy con hổ ngựa mini hả? Chào bá. Trời nặng cho ta. Bắt luôn, bắt luôn. Trời ơi. Đây coi chừng có dắt không? Chắc không có đâu ha. Người cũng trọng mà. Trời nó buộc một cái gì trời ơi, ta sang như rồi lấy dây động cụ của nè. Trời trời, nhí này hay quá nhí ơi. Có cái dây đồng cụ luôn trời. Ta không có dây đồng xài nó có dây đồng cụ rồi bắt nó buộc. Dạ, đồng cụ mà vô ngắn mà lớn nè. Anh ba đốt xuống em thọc cái đầu lá lưới vô, chụp vô. Dạ, cũng được á. Ta làm thấy thấy người ta đặt là lòng dạng này đó. Dạng này hả? Ừ. Anh em không có chuyên nghiệp anh ơi, em chỉ đặt cái đam mê à. Nên cái lòng nó nhí nhí không. Dạ, chia sẻ chơi. Anh có quẩn, anh có lên YouTube á, anh bấm Bình Trần coi ủng hộ em với. Bên gì? Bình Trần á anh. Bình Trần á. Dạ. Làm YouTube để chia sẻ rồi chơi. Rồi. Xíu nhỏ gắn của anh nãy. Con này có nửa ký anh, không tới nửa ký không, có nửa ký trở lại à, anh ơi. Ô, có hàng là được rồi, anh có hàng là vui rồi, cười cái nhẽ cho nó cái uống sữa rồi. Hồi nãy ông nói nó vô lùm nó bụm tay lại hỏi gì, nó bị gắn ruột của đỏ cắn hoặc mà mình còn miếng máu đó bạn. Trời ơi, cái ông nội này mày cho nó hoài bữa rồi nghỉ chơi với mày luôn á nha. Ông gùi nha bạn, thù nù luôn á. Chưa? Nó có 3 đêm mà. Mà bữa nay mình cũng thật sự là không có để ý tới con ruồi này, không có nhớ nó bạn. Nên mình cũng không có đem kéo, đem búa, đem kìm dao rồi thế. Giống như con bãi cứt này ta. Con kéo thì cũng hơi nặng, rất nặng lắm. Trời, chuột con. Có hàng không mà đi cả tới trời. Tính hỏi có hàng không mà đi cả kinh nghinh vậy. Ai ngờ con hổ ngựa nữa. Hôm nay số của mày ngựa nghĩ ơi. Chết luôn hả? Ôi ôi, sáng giờ mày mấy con ngựa rồi? Thả con, con, chết anh con, lụm đưng con. Chúc mừng nha. Cũng có ngựa cỡ với người ta rồi. Ngựa chết, ngựa thả, ngựa gì tùm lum hết trơn. Mình đi thăm với nó có một số luồng số cái 7 á. Đây là cái luồng hồi xưa giờ mình đặt hồi từ hồi xưa đến giờ đi chết lâu lắm rồi. Mình đặt hồi mùa khô rồi anh Huy quy chung với ảnh nó gỡ rút đi rồi mình đặt tới giờ. Con nhím nó chim vô. Thì cái nào mình đi đặt chung với nó thì mình thăm. Còn cái nào mình đặt một mình những cái luồng 7 nào mà 3-4 cái mà một mình nó mà không có nó tham gia tham dự á thì mình bỏ luôn rồi mà. Để qua tuần sau, tại mới có 3 bữa à. Mình tại vì 3 bữa cũng có hàng nhóc nữa không? Nhưng mà anh có một chuyện kẹt, mình có một chuyện kẹt các bạn. Nên mình chỉ thăm những cái nào mà hai liên quan tới nhau thôi. Rồi có thể là những cái nào xa xôi mình bỏ hết. Để là hết. Chứ tuần sau mình thăm. Ok nha, cái này của nó bị gì các bạn. Tình trạng này bị kẹt đầu, nó đang xử lý các bạn. Phải lan không, cho ăn phải lan, phải mì gì đúng nha hả? Phải mì. Trời ơi, dằn khè luôn nè, chứ bộ chơi đâu. Đó. Rồi ốp máy các bạn. Khu này khu mới nha bạn ơi. Thôi dùm anh cái đi. Xui lắm đó. Kể đi, xui xui kể đi. Tao làm biến rồi. Tao chỉ thấy không, thẳng vô. Cái đầu tiên khu mới các bạn, khu này mới chăm luôn nha. Ngồi xuống đàng hoàng lấy thế đằng con mày đứng khổng lưng vậy mình lỡ mình giật gắn cắm đầu sao? Đâu đó đó. Thấy không? Nào không? Trời 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 trời, còn chuột gì, khu này nguy hiểm cái gì trời. Chập chung chập chung. Ây da. Cắn rồi bạn ơi. Trời ơi, rút ra thấy chết, thấy đau lòng thôi chứ. Rồi, đi lúa em còn ngoài vậy ta. Hay là con chuột nó chôn mình ta. Trời ơi, con hổ hành. Hổ hành bạn ơi. Nó chết rồi bạn ơi. Có 2 đêm mà chết 2 con, 3 đêm mà chết 2 con rồi trời. 2 con hổ hành rồi. Đó đầu con ngoài nhiều quá, bị kiến nó xử các bạn ơi. Kiến kiện một bầy luôn nè.
Thôi tắt máy, mình giờ chỗ khác là đặt coi. Ôi à, ăn không được, uổng quá, hai con kiền. Bảy lậu. Lậu lưỡi. Trời ơi, vô hổ ngựa nữa. Bữa nay là ngày ngựa mini chạy cái gì á. Sáng giờ mình thả tính ra. Kìa, thôi kìa. Kìa, thứ này là cái thứ nó tiêu quá chuột rồi, nó ỉa là cứt thì nó tạm biệt mình. Bụng trình in kìa. Chút ép cả trời. Trời ơi, ăn đã cái bụng trình in rồi nó tẩu rồi trời. Mình thả nó ra các bạn chứ không có bắt nha, tại vì mình muốn thấy nó thôi. Rồi cái bụng nè, nó xíu rồi xíu, muốn ăn cái bụng nè. Không, trời ơi, cắn với cái tay mình rồi, no cơm mình rồi. Cắn cái tay mình. Trời ơi, nó xíu rồi xíu mà hung dữ. Trời ơi, trời, trời ơi, trời. Gãy răng mày luôn. Gãy răng mày luôn đó bồ. Hành hạ nó cái bụng đó các bạn, ăn bụng chuột mình đó. Cho no bữa no đây. Trời, đi đi mày. Nhà nghe là nhí đó thôi, tôi bắt mày, tôi hành hạ mày chút nữa đó. Thời ơi quỷ, ăn gắn mới đẻ ăn qua, giờ cái ăn chuột của mình. Tốn chuột. Tốn con chuột. Con gì? Đâu? Ồ, kẹp đầu rồi. Giới thiệu đi coi. Ồ, còn sống màu ơi. Sống. Anh xử nó đi, em xử nó đi. Anh đi thăm anh. Có hành. Thịt đắng mà có cá mày mình đắng mà. Bà có hành thấy im. Gặt gì hổng đâu hổng chân nha trời. Nghe te. Trời ơi con chuột nó hy sinh nữa rồi. Hổng đặt cái chân trời nắng quá hy sinh chân chuột luôn. Ổn thiệt chứ. Con này nó bò nhí chụp nhí. Đâu, cháu chụp nhí. Thúi quắt cái tài luôn, thúi quắt cái tài luôn. Trời ơi trời. Nó chơi chứ nó chưa có thúi các bạn, nó mới có chết rồi bạn ơi. Hồi nãy chừng bảy nó ngô ngoe ngô ngoe, thằng này nó xử lý hay quá, nó đẩy qua đẩy lại, đẩy qua đẩy lại gắn nó hết nhúc nhích luôn. Đẩy ra nó lấy ra ngoài rồi, cái nó bỏ chuột vô quay lại coi gắn nó im que bạn ơi. Rồi nó tóm lại là con gắn này lấy không được nha bạn. Dột. Uổng quá. 300 g trời nhí ha. Bữa nay xuống nhí không có rau hành này. Không có hoàn ăn. Ổn quá. Dục xuống kinh như là mồi cho cá đi. Qua khu vực quen thuộc nha. Khu vực này là khu vực biết đó nha. Khu vực này mình thăm mấy lần rồi bồ? Lần này lần thứ 3 hay gì bạn ơi? Lần thứ 3 hay gì vậy? Không biết mà chắc chó quá. Giá chờ người ta đi. Ôi chó à bạn ơi. Nó nghiến cái chỗ này nè. Vậy là khu vực này có chó là nguy hiểm rồi. Những cái giật mẩy của mình coi chừng nguy hiểm luôn rồi đó. Là chó tặc. Hai lần thăm dính hai con nhất. Chuyến rồi thì chết quất rồi bạn. Chuyến này thì không biết làm sao. Chín con thấy lại uy tín cả. Khui. Khui. Không thấy lúa thóc đẩy ra mà thấy lúa còn ở trong quá không chưa có đẩy vào ngoài chuột còn sống luôn. Gia tài có hai trọng gắn mình bắt hết trơn học luôn rồi. Cái này mình mới bổ sung nha bạn, cái khu này nè, cái mới bổ sung thấy ngon lắm bọt ai biết đâu. Trời ơi là nó nói chuyện mình làm việc mình à, cái đố đẩy ra ngoài nè, cái dồn hôm đoạn đầu thấy không những có hàng không tội nặng dưới tá ai biết rồi chưa coi. Ồ hành anh Bình mày ngon người ta, anh Bình mày hay quá vậy ta, đi đồ là sao mấy con hành này. Thằng nào mà đi chung với Bình Trần này cũng bại trận vậy đó. Đù, nổ.
bắt đi, bắt gì mấy con tay cưới vô chưa biết bắt cũng phải chú uống đi. Bắt cũng phải chú uống về là liền. Thằng quỷ sứ mở cái lò xo ra đầm biến à, đầm dán lò xo ta chơi hay bỏ cả con ó phóng ra cái út sụt 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 nhì nè, không biết được nhì không đó này. Mở cái lưới giùm anh cái, tự nhiên chảy đâu vậy? Trời ơi trời, con nghe nước cà phê à, thêm mà cho mày thêm gói thuốc đó, đó mày hút không? Quỷ nhỏ này nó không hút thuốc mà nó uống cà phê, mà uống cà phê sữa mà chứ ghê. Đây con hành sữa nè bạn, ý con hành mà hành cà phê sữa ha, hành này không có, đỏ lắm, không có đen ha, hành tím tím hành chiếu 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 trời. Rồi nó sọt vô cái tay áo của mình này nè. Trời ơi, nó mở cái túi lưới ra nửa tiếng hồ mới ra. Nắm bắt đầu rồi coi coi. Nắm đầu cho đây nhọc nhọc lên lạnh nè. Ồ, ồ, quẹo ra. Rồi vô, rồi gỗ đáy ra. Chừng gắn con ngựa cho nó dọn toan ra bây giờ. Đấy. Nhiều ta. Đi buổi sáng kiếm bậy nó 300 bạn ơi. Ê, 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 khoan 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 cục. Đánh chuột ra nè. Đánh chuột ra nè. Đánh chuột là đặc bẫy ngon lắm á. Ối con chuột nó ối rồi. Em nói cái gì? Không dám đâu. Nhĩ nãy nhìn nó bắt ba cái kiền nha bạn. Tại vì nó ghét nhĩ chứ. Bẫy tặc nó ghét nhĩ, nó lựa bẫy nhĩ nó lấy mà. Cái bẫy của mình nha. Bẫy tặc là bồ của mình mà. Thấy không? Mình nó bẫy của mình còn. Gì? Có hàng gì? Gì hả? Nó gì? Nó đi thăm nó có hàng. Gì? Trời ơi trời, bẫy này nó chiên ra chết chuột trời. Chuột chết liền kỳ 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 đúng không? Một là hổ đãi, hai hổ hèo hả? Đâu? Mới gì tới đây thấy rồi đó hả? Mới rút ở đây thấy. Thấy nó rút đầu ra hả? Trời ơi trời, kiến rồi kìa, nó giữ rút, nó kêu mình rút. Ai biết đâu, chưa kiến không à, không dám nắm luôn. Hổ hèo bạn ơi, con hổ hèo nè, hèo nhỏ nè. Đi xuống nước đi, rửa đi, cái đụng với kiến rồi. Mình cầm hai tay cái, này có một tay rồi. Mình chuột chết mà. Xuống mấy kinh, thám thính tình hình trước đi. Mình nhúng nước em nãy xong, cho nó bớt. Con bị kiến cắn nó chết. Ý, con hèo mini hèo gì nhà hầm xả luôn ha, bắp mà luôn tại cái tội hồi nãy giờ hành hạ nó rồi. Để mình mở túi lưới ra bỏ nó vô rồi đó. Bỏ mồi bỏ chuột đặt lại nha. Thắng lợi. Má giàu vậy anh, ta cắt cỏ là đạp cỏ bãi dục quá. Của ai? Của ai? Của anh hả? Ủa nãy anh nói cái bẫy đó được, bỏ một bên đi, không có thăm. Ờ vậy hả? Cảm ơn đi lẹ coi. Cảm ơn nha. Mày công việc gấp các bạn nên mình bỏ, hiện giờ anh em mình bỏ sót hai luồng, mỗi luồng vậy là anh em mình mỗi người 5 cái các bạn, nghĩa là hai luồng đó là khoảng 20 cái bẫy, mỗi người 10 cái chưa có thăm các bạn. Và đây là cái cuối cùng. Cái đó là cái bẫy lơ gơ dọc đường mà nãy mình bỏ đó, mình không thăm á. Cứ đây là bồ chỉ ta diễn nè. Đây cái thước bây giờ luôn bạn ơi. Ở chừng mà đạp cái bẫy đó nha. Rồi anh mình đặt lơ khơ lơ tơ mơ đó. Có hàng không? Thứ là chưa nổi là sao? Mình bỏ lại hai luồng bạn ơi. Mỗi luồng vậy mình năm cái, hai luồng khoảng hơn 10 cái bạn, nó cũng vậy luôn. Vậy? Em đặt mới sợ, anh đặt đây em chửi em nhồi cho em nói trời ơi mình tào lao đặt cái giữa đường giữa xá, mình có đặt có dính gì chỗ này. Còn nhà cửa người ta đây không dám đặt mới sợ cuối cùng. Đem đây coi cái, đưa dân coi coi, thấy cứt rồi đó. Trời ơi một nồi. Ôi tôi đặt gì mà cũng dính lấy trời. Mình đi thấy đi trời. Trời đất quỷ ơi. Trời ơi Bình ơi, ông đặt giữa đường giữa xá vậy, cái lộn đanh lộn nhựa gì mà cũng dính đó mình ơi. Bắt ơi lấy cái giỏ anh lại. Hết biết thiệt chứ, đặt gì mà cũng dính gắn nữa trời. Trời ơi ông Bình ơi, đặt gì dính gắn nữa hả Bình? Trời ơi, em ngồi trên xe đó đó, em nhồi anh, em còn nhai lại nhai ông đó, ông khùng hết gì, ông Bình ông đặt đây. Em nhớ thì sao vậy, anh đã đặt đây mừng cười hí hí hí. Trời ơi, nó trong lỏng trong lơ, đặt gì giữa đường lộ. Trời ơi,
Trời giữa đường lộ nhưng mà cố gắng. Trời ơi kệ người ta. Rồi bắt giùm anh đi. Trời, bữa nay mình cũng có ok nha bạn. Rồi sẵn cái tay mở ra bắt con chuột ói ra lên con nè. Nè chuột ói nè. Xong rồi bắt anh con chuột ói ra bạn ơi, giờ thêm con nữa. Con này nhất nhất mà nó ói ra giờ không biết được nhất không. Chắc yếu nhất rồi bạn ơi. Con này chắc không nhất nổi đâu. Còn sáng mừng mừng quá la làng nó chứ con này chắc 550 chứ không nói 600 nổi. Còn con này thì khoảng cả 300-350, chắc cả 400 trở lại nữa. Được 3 con hành một con hèo, cái 3 con hành một con ngựa. Ừ, xíu nó lột xuống đây là tới số rồi. Mỗi cái lưới gì mà anh đây? 400 gram. Cũng được. Anh Bình mày giỏi không? Trời, cái xe nó hay vậy ta, xe nó chứ anti kịch kịch luôn trời. Xe này thờ không? Bán 2 triệu không mua thì thôi, mốt đi mua bán. Cái thờ mẫu đại tới giờ đã tính mua xe này Bình lại cho con gái mình đi học. Mua 2 triệu mà tình nghĩa anh em nó mua có 1,5 triệu à. Thôi 2,5 triệu mà ta sửa chi. Nó mua 1,5 triệu à mà nó bán đồ bán cho mình 2 triệu rồi nó mai mà gì mà mở miệng nó anh em. Nản đi chứ. Rồi đó mà nó cột rồi chứ có chồng nó cột. Đúng rồi. Rồi tạm biệt cả nhà luôn nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Anh em mình còn cù lại thì chuyến sau các bạn tại có chuyện đột xuất rồi. 8 giờ bạn, giờ này 11 giờ nè. Ok. Như các bạn, cỡ chắc cỡ non non 2 kg à. Ok các bạn, bây giờ bỏ mồi đặt lại về mọi người. Bye bye các bạn nha. Bye bye.